Xin chào các bạn, hôm trước thì tôi có giới thiệu đến các bạn một số cái mẫu xe bán tải của dòng Ford Ranger. Còn ngày hôm nay thì tôi muốn gửi đến các bạn chiếc Toyota Hilux. Các bạn đang quan sát đây chính là chiếc Hilux phiên bản một cầu số tự động mới nhất 2019. Và nó đang có cái màu sơn màu đỏ. Cái màu đỏ này thì có lẽ là do tôi dùng cái điện thoại Samsung để quay video, nên là cái màu đỏ nó thực tế nó không thật sự mượt giống người bên ngoài. Nó không phải màu đỏ cờ các bạn nhé, nó hơi có một chút gì đó màu đỏ đô. Và nước sơn thì được sơn từ Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc, do đó là nước sơn nó rất là sâu. Đây là tổng thể cái phần cụm đèn phía trước. Thì như các bạn đã quan sát, chúng ta sẽ có một cái cụm đèn halogen ánh sáng vàng, phản xạ đa hướng cho cái tầm chiếu sáng rất là rộng. Mặt ca lăng thì cũng đã được mạ chrome xung quanh rồi, khá là nhiều điểm nhấn. Cụm đèn sương mù cũng đã được trang bị đầy đủ và phá cách, tạo cái sự khỏe khoắn nhất định cho một mẫu xe bán tải. Có thể nói là cái mẫu Hilux này thì cũng được rất nhiều khách hàng ưa thích vì cái thiết kế mới của nó khá là táo bạo. Hilux thì ở Việt Nam mình không được thật sự ưa chuộng, tuy nhiên ở các thị trường khác, ví dụ như là Thái Lan hoặc Indonesia, trong khu vực Đông Nam Á này thì Toyota Hilux vẫn luôn là sự lựa chọn đầu tiên khi mà khách hàng tìm kiếm những mẫu xe bán tải, bởi vì nó bền, thật sự rất bền. Có thể là về vóc dáng nó không mang một cái nét gì đó cơ bắp giống như những chiếc Ford Ranger. Tuy nhiên thì chiếc Hilux này có thể nói là nó rất bền và nó thực dụng. Nó thực dụng một cách đến kinh ngạc luôn. Đặc biệt là cái khoang chứa đồ này. Cái khoảng từ phần mặt đất cho lên đến cái lưng chừng khoang chứa đồ nó rất là thấp. Đó, chúng ta sẽ rất dễ dàng là bốc dỡ tải. Và mặc dù chỉ là phiên bản thiếu thôi, đây có thể coi là số tự động bản thiếu đi, một cầu, chưa phải bản cao nhất. Tuy nhiên thì ngay cả cái lót thùng này Toyota Việt Nam cũng đã trang bị sẵn rồi. Chúng ta sẽ có sẵn cả cái lót thùng luôn và các bạn không phải làm thêm lót thùng giống như trên những mẫu Ford Ranger nữa. Lót thùng chống xước của chúng ta làm hết rồi. Nếu có điều kiện chuyên chở những vật liệu cần thiết thì các bạn nên lắp thêm một cái nắp thùng thể thao hoặc là nắp thùng quận, nắp thùng cao tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng. Hơi đáng tiếc một chút khi chiếc Toyota Hilux này nguyên bản thì chưa được trang bị bất kỳ các phương tiện hỗ trợ lùi nào, ví dụ như camera lùi hay cảm biến lùi. Tuy nhiên thì xe cũng đã được trang bị sẵn cái màn hình DVD, và cái việc mà khi các bạn nhận xe ấy, thì chúng tôi sẽ tặng các bạn một gói phụ kiện đầy đủ hết luôn. Ví dụ như đây là phim tặng cho bạn phim Luma này. Đó, các anh em kỹ thuật viên đang thi công cái mẫu xe, mẫu kính Luma trên cái xe Hilux này để chuẩn bị giao tới khách hàng luôn. Ngoài ra thì nguyên bản theo xe chúng ta sẽ có cái ghế nỉ có cái màu hơi nâu nâu pha vàng này, và khi các bạn mua xe thì cũng sẽ được tặng sẵn thêm một bộ bọc da ghế luôn. Camera lùi cũng sẽ được chúng tôi tặng sẵn cho các bạn. Đây là tổng thể cái khoang cabin của mẫu Toyota Hilux phiên bản 2.4 số tự động một cầu. Ở phiên bản này thì có lẽ chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái tính bền bỉ của động cơ cũng như là khả năng vận hành. Như các bạn đã biết thì Hilux chính là cái mẫu xe mà được các đơn vị Hồi giáo ở IS sử dụng nhiều nhất, bởi vì cái tính bền bỉ nó có thể chống chịu được trên mọi cái địa hình phức tạp, kể cả là sa mạc hay là đồi cát. Khoang cabin của Hilux thì nó cũng đơn thuần thôi. Đồng hồ chia hai vùng độc lập dễ quan sát này. Ở giữa chúng ta sẽ có một cái màn DVD 7 inch của Pioneer có chất âm khá là tốt. Cụm điều hòa thì vẫn là điều hòa chỉnh cơ nhưng mà đảm bảo là sẽ mát rất nhanh. Chìa khóa dạng cơ, và chúng ta sẽ có sẵn hai chế độ lái là Eco Mode và Power Up Mode tùy theo điều kiện địa hình các bạn sử dụng. Hiện tại thì cái mẫu Toyota Hilux này nó đang có giá bán niêm yết là 695 triệu. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, nếu mà các bạn mua xe ấy, thì chiếc Hilux này chúng tôi sẽ khuyến mại tổng chương trình lên khoảng 40 triệu. Đó, tức là cái con số các bạn thực tế trả nó rất là thấp, nó chỉ khoảng tầm hơn 650 triệu một chút thôi là chúng ta đã có thể sở hữu cái mẫu Hilux này rồi. Mọi thông tin chi tiết về mẫu Toyota Hilux cũng như là thủ tục trả góp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline mà tôi đã đính kèm trên video. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.